Bình Liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ninh. Người dân nơi đây có tới 96% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư đặc biệt của tỉnh, Bình Liêu từ một vùng khó từng ngày thay ra đổi thịt. Huyện lần lượt về đích các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành chương trình 13 năm về xóa đói giảm nghèo. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong sự thay ra đổi thịt của mảnh đất Bình Liêu, du lịch được coi là điểm sáng nổi bật. Khai thác các lợi thế về cảnh quan, văn hóa, những năm gần đây, Bình Liêu thu hút ngày càng đông du khách tới tham quan trải nghiệm. Nếu như năm 2015, huyện chỉ đón 33.000 lượt khách tham quan, thì đến năm 2023, Bình Liêu đã đón được 150.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 72 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương của tỉnh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, Bình Liêu ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối tới những thôn bản xa xôi nhất, đẩy mạnh bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu đón khách của Bình Liêu năm sau luôn cao hơn năm trước. Không chỉ phát triển về số lượng, Bình Liêu đặc biệt quan tâm tới nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, trong đó xây dựng sản phẩm lưu trú tiện nghi, tiệm cận với tiêu chuẩn lưu trú hiện đại, song lại vừa đa dạng trải nghiệm, khác biệt, tạo được nét riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Homestay là loại hình lưu trú đặc thù tại Bình Liêu. Trên địa bàn toàn huyện có 13 homestay. Hầu hết các homestay của Bình Liêu đều được hướng dẫn phát triển để du khách được cùng ăn, cùng nghỉ, cùng sinh hoạt và được trải nghiệm như một người dân bản địa thực thụ. Đa phần homestay tại Bình Liêu được gia chủ xây dựng và cải tạo trên những nếp nhà truyền thống. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên toàn bộ thiết kế bên trong, chủ homestay sẽ tiến hành những điều chỉnh nhất định để homestay vừa giữ được nét truyền thống vốn có, song vẫn đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi của du khách. Đi vào hoạt động từ mùa hè năm 2023, homestay Hồng Đông thuộc thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô ngay lập tức trở thành điểm đến được đông đảo du khách yêu thích, lựa chọn. Homestay được xây dựng trên nền ngôi nhà gạch đất truyền thống của gia đình người Tày Bình Liêu, bao quanh là vườn cây xanh mát. Bên ngoài ngôi nhà được gia chủ giữ nguyên lớp gạch đất đã có hàng chục năm tuổi, trang trí thêm những nông cụ được người dân sử dụng để đi rừng hay làm ruộng. Bên trong, gia chủ đã cải tiến theo phong cách sinh hoạt hiện đại hơn để du khách cảm nhận được sự tiện nghi. Homestay được thiết kế thành phòng khép kín và phòng tập thể, phục vụ đa dạng nhu cầu lưu trú của du khách. Cái kiến trúc của nhà người Tày thời xưa ấy, thì là nó nguyên, nó rất là nhiều phòng. Những cái phòng nó rất là nhỏ chứ không như cái nhà hiện đại bây giờ. Thì theo cái kiến trúc đấy thì làm nó gọn gàng hơn theo cái kiến trúc của thời xưa. Nhà tôi thì được 4 phòng, tầng 1, ở được 2 người trên phòng. 2 phòng ở trên tầng thì như kiểu như ở tập thể thì là trung bình ở trên tầng thì chứa được khoảng 20 khách. Nhà truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nét văn hóa độc đáo, được xác định là di sản cần được bảo tồn. Tuy nhiên, để đưa những ngôi nhà truyền thống trở thành sản phẩm du lịch phù hợp cho khách lưu trú và trải nghiệm dài ngày, cần thiết phải có những điều chỉnh. Thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn là một trong những thôn xa trung tâm nhất của Bình Liêu. Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào Dao Thanh Phán. Ngôi nhà truyền thống của họ được trình bằng đất ruộng nên còn gọi là nhà trình tường. Nhà có trần thấp giúp người dân tránh thú dữ, mùa đông ấm, mùa hạ mát. Tuy nhiên, trải qua thời gian, ngôi nhà cũng bộc lộ những nhược điểm cần phải được khắc phục khi đưa thành sản phẩm lưu trú. Cái nhà đất ngày xưa ấy, thì bây giờ thì nó mình thấy nó lên thì nó là nứt nhiều. Sau đó là cái chân nó bị mòn, nó cái tuổi thọ nó là cũng không được lâu, nó khoảng chắc là khoảng 5-60 năm thì nó lại hỏng đi. Với suy nghĩ cần phải bảo tồn ngôi nhà trình tường của người Dao trong phát triển du lịch, để du khách được trải nghiệm văn hóa của người Dao Thanh Phán khi đến Khe Tiền, anh Dương Phúc Thím, bí thư chi bộ, trưởng thôn Khe Tiền,
quyết định tiến hành cải tạo vật liệu xây nhà. Làm sao để vật liệu xây dựng mới vừa giữ được ưu điểm của phương pháp làm nhà cũ, nhưng đồng thời cũng phải khắc phục được những nhược điểm để có độ bền và khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn. Được sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Anytrails, anh Thím cùng bà con thôn bản đang xây dựng hai căn homestay nhà trình tường đầu tiên bằng công nghệ mới tại bản Người Giao. Đào đất lên cũng cho lên nền rồi, bây giờ thì mình phải qua nhiều công đoạn. Thứ nhất là mình phải phơi đất khô xong mình mới sàng đất xong mới pha trộn tỷ lệ phần trăm cái đất, xong mới là cát với là xi măng, xong mới cho lên nệt. Thì có như là mình nệt thì cũng là đo để nó cái độ dày khoảng 12 phân sẽ nệt một lần. Thì mình thấy có như là làm lên thì cũng cơ bản là đẹp. Rồi mình làm cái công nghệ mới thì chắc là khoảng hàng trăm năm. Thì mình cũng mong muốn là mình làm là để đón khách du lịch đến, rồi là được ở với cái nhà đất. Sản phẩm lưu trú thành công là sản phẩm lưu trú giữ chân được du khách, khiến du khách muốn ở lại lâu hơn. Để làm được điều đó, người dân Bình Liêu đã biến những căn homestay của gia đình trở thành những không gian để du khách trải nghiệm văn hóa bản địa. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản do chính người dân nuôi trồng như ngan đen, gà bản, cá suối, phở sao, rau trồng và thu hoạch theo mùa. Mỗi bữa ăn đều được chăm chút như một bữa cơm nhà ấm cúng. Thịt nấu rượu gừng, một món đặc trưng nhất của người Giao vùng cao, là trong mâm cỗ đều phải có. Còn đây là những món ăn thường ngày, có cá suối, kho với tráng, là món ăn thường ngày của người dân tộc Giao tại những nơi vùng cao. Còn đây là món cơm đột sắn. Món này thì chỉ ngày xưa các cụ còn khó khăn khi không đủ gạo để nấu cơm, thì người ta thường đột với gạo để nấu cơm để cho con cháu trong nhà ăn no để đi làm. Mình cái này mình vẫn đưa vào phục vụ khách tại homestay của mình, cũng như là giới thiệu cho những khách mà đến Bình Liêu về những cái ẩm thực đặc trưng của vùng miền. Vào các dịp lễ đặc biệt như hội mùa vàng hay dịp lễ mừng cơm mới của người Tày, du khách sẽ được nghe người dân giới thiệu về những phong tục tập quán của họ, thưởng thức những món ăn đặc biệt chứa đựng trong đó là công lao động của một mùa và ước vọng no ấm của mùa sau, để rồi du khách sẽ cảm nhận được sức sống của phong tục tập quán trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương và trở thành một phần trong nét đẹp văn hóa ngàn đời ấy. Cứ mỗi một năm thu hoạch xong là món cơm này là cơm mới. Mình làm cái phôi lá gừng này. Thứ nhất là những cái năm tới bội thu hơn. Hai nữa là mình trân trọng mời anh em họ hàng làng xóm đến quây quần ai thân thiết nhất trong cái ngày đấy. Rất là vui vẻ và đầm ấm. Chủ nhà thì cũng rất thân thiện. Và đồ ăn ở đây thì bác chủ làm cũng ngon. Chắc chắn thì mình sẽ quay lại Bình Liêu, bởi vì ở đây còn rất nhiều điểm đẹp và còn nhiều nơi để mình khám phá nữa. Khi homestay trở thành những không gian trải nghiệm văn hóa sống động, thì mỗi người chủ homestay đều là một người hướng dẫn viên du lịch. Họ nắm rõ thôn bản có những ngôi nhà cổ độc đáo nào, có những danh thắng nào để tư vấn đường đi hoặc trực tiếp làm hướng dẫn viên cho du khách. Với cách làm này, mỗi homestay này đã trở thành một điểm kết nối văn hóa, một nút chạm để du khách mở ra cả một không gian du lịch làng bản rộng lớn, với chiều sâu văn hóa của cộng đồng dân cư, có lịch sử cư trú lâu đời. Chúng tôi vẫn đưa khách đi ở bản, với lại có những cái đoàn có trẻ, có người lớn, họ đi trải nghiệm, đi suối, đi bắt cá, đi trải nghiệm. Chúng tôi vẫn tạo cái đưa họ cho khách đi, rồi khách đưa khách đi lấy cái cây thuốc của người Giao để họ về, họ tự chế biến, họ tắm, họ ngâm tắm, hoặc là họ mang về. Thế là cho họ các trải nghiệm. Sự cởi mở, chân thành, mến khách trong tính cách của người Bình Liêu khiến du khách đến đây luôn có cảm giác được chào đón nồng nhiệt, được đối đáp chân tình. Và điều này cũng đúng với những nhà đầu tư, những người lựa chọn Bình Liêu làm nơi sinh cơ lập nghiệp. Anh Nguyễn Thanh Hải sinh ra và lớn lên từ vùng đô thị sầm uất Hạ Long, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ra trường và làm giám đốc tại một công ty công nghệ có trụ sở tại Hà Nội. Năm 2019, anh quyết định bỏ phố về bản, về Bình Liêu lập trang trại hoa. Và hôm nay, một vườn hoa với mô hình công viên đầu tiên
và hiện giờ vẫn là lớn nhất tại Bình Liêu xuất hiện. Không chỉ là nơi trồng các giống hoa và cây đặc hữu, nơi đây được anh Hải và những người cộng sự biến thành mảnh đất thử nghiệm rất nhiều loại cây mới, thích hợp với xứ ôn đới như mai anh đào, mua thái, tuyết chi mai. Không gian vườn hoa trong lành cũng được xây dựng thành nơi trải nghiệm cho du khách. Đến đây, du khách không chỉ có không gian chụp ảnh check-in mà còn có thể lựa chọn nghỉ ngơi trong những căn lều theo hình thức farmstay, nghỉ tại nông trại. Với farmstay, vườn hoa Cao Sơn cũng là mô hình du lịch nông nghiệp tiên phong tại Bình Liêu. Trên đây gần như một tiểu khí hậu, nó có rất nhiều các cái điều kiện thuận lợi để phát triển các loài hoa có giá trị kinh tế cao. Thì qua cái việc mà sản xuất nông nghiệp và trồng các loại hoa và cây có giá trị kinh tế cao gắn với việc là phát triển về du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng cùng với lại khách được tham quan các loại cây và hoa đặc độc đáo ở trên khu vực hợp tác xã đang sản xuất, thì mình hy vọng rằng là khách đến tham quan ở Bình Liêu cũng sẽ lên đến bản Cao Sơn này, thì để cũng giúp cho cái hình ảnh của quê hương Bình Liêu cũng như là bà con bản Cao Sơn là phát triển. Vườn hoa Cao Sơn muốn phát triển thành công, anh Hải xác định phải dựa vào người dân và đem lại lợi ích cho người dân địa phương. Với suy nghĩ đó, Hợp tác xã Hoa Bình Liêu đã luôn động viên, đồng hành, hỗ trợ nhân dân thôn Cao Sơn cùng phát triển. Hợp tác xã thuê đất của người dân để trồng hoa chất lượng cao và cây cảnh, thuê bà con làm việc và trả lương định kỳ. Ngoài ra, Hợp tác xã còn chú trọng đào tạo và tập huấn cho bà con thôn Cao Sơn các kỹ năng làm việc, sản xuất phù hợp, liên kết với các hộ dân trong thôn theo hình thức nhân dân cùng góp đất, góp sức lao động. Với cách làm này, nhiều thanh niên này đã có thu nhập ổn định từ vườn hoa, yên tâm lao động sản xuất, tận tâm gắn bó với nghề nông nghiệp và nghề làm du lịch của quê hương. Kể từ khi có farm tay tại dân bản ấy, thì là tạo được việc làm cho bà con dân bản là không phải đi xa làm. Tại đây thì tôi là được đào tạo về mấy những kỹ thuật về chăm sóc cây, cắt tỉa cành cây này, và về cái đây là về làm viết làm xong rồi về nhà tôi cũng làm được theo, với lại là cũng là học được nhiều kỹ thuật về điện nước để giúp tu sửa lại farm tay ở trong tại vườn. Những ngày xuân, căn homestay của gia đình anh Dương Phúc Thím tại thôn Khe Tiền đang đi vào khâu hoàn thiện cuối cùng. Căn nhà trình tường được xây dựng bằng công nghệ mới, sắp lập xong mái. Dự định hai căn homestay sẽ mở cửa đón khách vào dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay. Căn homestay xinh xắn khi hoàn thiện sẽ mở ra hướng đi mới, cổ vũ người Dao tại Khe Tiền làm du lịch dịch vụ. Trước đây thì bà con thì cũng chủ yếu là tập trung vào cái làm dược với là trồng rừng. Về cái thu nhập thì nó cũng bấp bênh, thì nó cũng không ổn định. Xong với là cái cây hồi thì nó cũng năm có năm không. Mình cũng hy vọng là mình làm cái phát triển du lịch ấy để cũng như là cho người dân nó sẽ làm theo, thì để cũng là tăng cái thu nhập cho bà con thôn bản. Trên đỉnh Cao Ly, anh Trừ Văn Tình cùng với những thanh niên của thôn Cao Sơn vẫn miệt mài chăm bón cho những gốc đào, chu đáo tỉ mỉ với từng công việc của mình, với mong muốn mùa sau những gốc đào sẽ ra hoa đẹp hơn, lâu hơn để du khách đến với Cao Sơn nhiều hơn. Với công việc hiện tại của mình ấy, thì mình cũng góp chút sự nhỏ bé là để làm đẹp cho quê hương và giúp nhiều du khách tới để biết hơn về nhiều về bản sắc của dân tộc ở trong bản. Mùa xuân này, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã Húc Động – Đồng Văn, xây mới tuyến đường Cao Ba Lanh kết nối đến quốc lộ 18C đã hoàn thành. Con đường từ Cao Sơn đến Khe Tiền – Húc Động sẽ gần hơn và rộng hơn. Bình Liêu sẽ đón được những đoàn khách lớn hơn trên những chiếc xe 45 chỗ sập xìu đi về. Đường đã thông, nhà đã xây xong, sản phẩm du lịch cũng đã sẵn sàng. Một tương lai rộng mở đang đón đợi người dân Bình Liêu.